Dù bộ phim Vườn Trường đặc sắc nhất cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong năm hòa hợp ước định một đời đã khép lại, nhưng fan Việt vẫn chưa thể chia tay cặp đôi chính của phim. Nếu phần đông khán giả đến với phim vì anh hot boy đầu đinh Vương An Vũ, thì ngay sau khi xem xong, không ít người đã đổ đứa đưa vì nhan sắc và cá tính đáng yêu của nữ chính Hướng Hàm Chi. Hình ảnh nhỏ lớp trưởng Hạ Lâm Vi không theo kiểu bánh bèo, e lệ như phần lớn các nữ chính ngôn tình khác, trái lại vẫn khiến fan mê tít không buông. Hướng Hàm Chi sinh năm 2002, là gương mặt mới đầy tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô là người Mỹ gốc Hoa, sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện kinh tế đặc biệt khá giả. Vì thế, cha mẹ rất ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hướng Hàm Chi bắt đầu đóng phim từ năm 2018 và hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty Beijing Kala Pictures. Cô nhanh chóng để lại ấn tượng với các vai diễn trong sáng, thuần khiết. Vai diễn đầu tay trong Vườn Thú Tình Yêu giúp cô được khán giả biết đến. Với gương mặt sáng, đôi mắt to và nụ cười ngọt ngào, Hướng Hàm Chi chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng. Sau thành công của bộ phim, cô liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án khác. Tháng 9 năm 2019, bộ phim Công Tử Ta Cưới Chàng Chắc Rồi tuyển chọn nữ diễn viên, đạo diễn đã tin tưởng Hướng Hàm Chi giao cho cô đảm nhận vai nữ chính. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Kim Chủ Đại Nhân Xin Hãy Tự Trọng, là câu chuyện kể về một thiên kim tiểu thư đại cát giàu có Diệp Tiểu Đường. Diệp Tiểu Đường vô tình đánh mất tinh thạch tạo giấc mơ, nên phải tìm một ý trung nhân để thành hôn trước 20 tuổi mới có thể kéo dài mạng sống. Tiểu thư Diệp Tiểu Đường gặp chàng thư sinh lạnh lùng Mộ Cẩn Nguồn đã trói chặt chàng bắt về làm rể. Rồi họa đào hoa vô tình ập tới, hoàng tử Lăng Tử Nhiên chủ động theo đuổi Diệp Tiểu Đường nhưng cô không chút mảy may chú ý. Một vụ án kỳ lạ đã trói buộc ba người họ với nhau. Một bên là hoàng tử Đương Triều theo đuổi mặt dày bám theo Diệp Tiểu Đường khiến nhiều người ghét. Một đằng là thiên kim đại cát Tiểu Đường tìm mọi cách phá án để theo đuổi chàng thư sinh mặt lạnh Mộ Cẩn Nguồn. Ràng buộc trong mối tình tay ba ngang trái, số mệnh đã an bài người yêu nhau không đến được với nhau. Diệp Tiểu Đường, Mộ Cẩn Ngôn, Lăng Tử Thiên sẽ làm thế nào để thoát được chuyện tình ngang trái này? Liệu họ có thể tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình? Diễn xuất thăng hạng trong trăm năm hòa hợp ước định một đời. Năm 2020 đánh dấu sự thăng hạng về mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên khi góp mặt trong dự án phim chất lượng Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Đời do cô thủ vai nữ chính, đã tạo nên cơn sốt lớn và nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Tác phẩm được chấm 7,6 trên 10 điểm trên Douban dù có dàn diễn viên vô danh. Cuốn tiểu thuyết Thanh Xuân Vương Trường, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Đời của tác giả Tố Quang Đồng đã được chuyển thể thành phim với một bối cảnh trẻ trung, giàu sức sống. Chuyện phim đậm chất hương phấn, lãng mạn, rất hợp với hội thiếu nữ ơ mơ mộng và thích màu hồng. Thế nhưng, nếu đã xem phim từ đầu đến cuối, thì ai cũng sẽ tìm ra những điểm khác biệt, từ một nam chính bụi bặm mạnh mẽ, đến nữ chính sống thật, cá tính, và cuối cùng là câu chuyện tình được xây dựng dựa trên hy vọng và những cơ hội thứ hai. Trăm năm hòa hợp, ước định một đời, chắc chắn sẽ không bị lãng quên. Phim đong đầy kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình đầu, về tình bạn, về những tháng ngày tuổi trẻ luôn cháy trong mình niềm khát khao đam mê theo đuổi đến cùng ước mơ của bản thân. Ở đó, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có sự yêu thương và những băn khoăn, lựa chọn để trưởng thành, bước đi trên đường đời. Trong phim, Hướng Hàm Chi vào vai Hạ Lâm Hy, cô lớp trưởng chuyên tâm học hành, không một phút giây nào chểnh mảng. Ước vọng của cô là trở thành học sinh xuất sắc nhất trường, trở thành học bá được bạn bè mến mộ. Thế nhưng, Hạ Lâm Vi lại là cái gai trong mắt của Tượng Chính Hàng, Vương An Vũ, nam sinh học dốt, quậy phá và cũng là bạn học của cô. Gai thì gai, nhưng sau này nó lại đâm chồi thành mầm hoa của tình yêu, khiến Tượng Chính Hàng quyết phải cưới Hạ Lâm Vi về cho bằng được. Hạ Lâm Vi không phải kiểu nữ chính ngôn tình thông thường. Trong phim, Hạ Lâm Vi là người có cá tính, sôi nổi và rất chủ động trong chuyện trường lớp và trong cuộc sống. Khi bị bố mẹ ép gả cho Thánh Khẩu Nghiệp Tân Việt, Hạ Lâm Vi đã giả vờ làm kiểu bạn gái mất nết, vô lễ trước mặt trưởng bối để bố mẹ Tân Việt không ưng. Sau này khi về ra mắt gia đình Tượng Chính Hàng, cô nàng mới lộ cốt nhút nhát như thỏ đế, hở chút là sợ mình phạm lỗi khiến bà mẹ chồng phiền lòng. Không chỉ về tính cách mà nhan sắc của cô nàng Hướng Hàm Chi cũng được đánh giá là tự nhiên, ngọt ngào và hơn hết là gần gũi. Cô tự tin để tóc dài, luôn nở nụ cười tươi rói và hơn hết là tỏa ra khí chất thanh xuân mà ai ai cũng đồng cảm. Có không ít nữ chính ngôn tình xinh đẹp, đáng nhớ nhưng khó khiến người xem đồng cảm. Đó lại không phải là trường hợp của Hạ Lâm Vi, Hướng Hàm Chi. Cô chính là hình mẫu tuổi trẻ muốn gì làm đó, thích ăn gì thì cứ ăn, chuyện gì chủ động được thì cứ việc. Trong tình yêu cũng vậy, khi trăm năm hòa hợp ước định một đời bước vào giai đoạn đau khổ ngược tâm, Hạ Lâm Vi cũng không mãi bi lụy về Tượng Chính Hàng.
cô đã dặn lòng phải chú tâm học tập, và thực tế cho thấy cô đã có thể quên đi hình bóng năm xưa nếu như nam chính không trở lại một lần nữa. Vì có thời gian sinh sống và lớn lên ở Mỹ, nên có thể nói Hứa Hàm Chi có tính cách khá giống Hà Lâm Vi, phóng khoáng, mạnh dạn và tự tin. Đó là những lý do vì sao Hà Lâm Vi, Hứa Hàm Chi lại lấy lòng fan Việt đến thế. Dù kinh nghiệm còn non trẻ, Hứa Hàm Chi vẫn chinh phục khán giả bởi lối diễn xuất chân thực, khả năng thể hiện cảm xúc theo diễn biến tâm lý nhân vật. Cô được kỳ vọng tương lai sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Mới chập chững bước chân vào giới giải trí, hiện tại, ngoài hoạt động phim ảnh, Hứa Hàm Chi vẫn chưa có nhiều dự án bên lề như dự sự kiện, chụp ảnh quảng cáo hay xuất hiện trên các chương trình truyền hình.